Mà cô bác anh chị em mình đang xem video này của em Trung Anh thì cô bác anh chị em mình đã sở hữu trong tay mình cái giải pháp để giúp cho mình khắc phục các triệu chứng, các tình trạng như là mình bị hoa mắt chóng mặt, bị đau đầu, khó ngủ, mất ngủ. Cái giai đoạn mà giai đoạn tiền mãn kinh, giai đoạn chị em phụ nữ từ 35-40 tuổi trở ra, giai đoạn nước cạn kinh hết, tim đập nhanh, tim đập loạn nhịp, huyết áp thấp, huyết áp cao và mình bị tình trạng là tiền đình, thiếu máu lên não rất là nhiều, thoái hóa đốt sống cổ này, đốt sống thắt lưng, đau cả phần cột sống, rồi đau cả đầu gối, về đêm thì hay bị mất ngủ tỉnh giấc, về đêm thì hay bị rút tay rút chân, đặc biệt là hai cái đầu gối. Và đó chính là canxi hữu cơ thủy phân enzyme, canxi nhập khẩu trực tiếp từ Pháp này. Anh chị em mình uống sau bữa sáng và buổi trưa, nó sẽ giúp nuôi cho cơ tim khỏe này, bền chắc để tim nó đầy máu lên não, đầy máu đến tay chân nó tốt. Cái thứ hai, cái canxi hữu cơ sinh vật này nó sẽ giúp ổn định, khôi phục được cái kho xương, cái thoái hóa đốt sống cổ để nó không chèn ép vào dây thần kinh, nó không đè, nó không cản trở máu lưu thông tốt nữa, thì sẽ xử lý được tình trạng huyết áp, tiền đình, thiếu máu lên não, thiếu năng tuần hoàn máu não, có nguy cơ bị tai biến đột quỵ nha. Và đặc biệt đó chính là viên tăng cường sức khỏe này, mình sẽ uống vào giờ kinh tim mở 11 giờ trưa để nuôi cho cơ tim, làm sạch mạch máu, chống oxy hóa. Và nhớ nhé, uống 5 viên vào buổi trưa thì nó sẽ giúp cho anh chị em mình tận hưởng cuộc sống một cách tuyệt vời hơn. Khỏe, ok, number one, anh chị em nhé.